Dạ chưa. Vậy cho con trước đi. Để mình không có đi đâu thì có gì bạn nấy đi đồ cũ chứ năm gọi bạn tới năm nay đi. Dạ cũng mừng. Bây giờ người ta cho mình 50 ngàn mình cũng mừng. Chứ không phải là nói là nhiều là mình mừng. Thì em thay mặt cho cô Thảo là Mạnh Thường Quân ở Mỹ gửi cho gia đình của mình 200 đô. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì đang có mặt ở xã Láng Biển, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp để tìm về cái hoàn cảnh của một cái chị mà có ba đứa con phải sống trong một cái mái chòi tạm bợ kế bên đây nè cô bác quý anh chị. Hôm nay là cũng dịp cận Tết rồi nên là nữ ghé thăm nhà chị Hằng. Em chào chị. Rồi hôm nay thì anh đâu chị? Dạ ảnh mới đi chuyện trên đây chút làm xe giùm cháu cái bên á. Rồi mấy đứa bé con của chị còn bé này còn mấy đứa bé kia đâu? Quận Nhái. Dạ chú kêu kìa. Hưởng à. Hổng ngày cuộc sống của mình sao rồi? Dạ nhờ hổng cái cho được 2 triệu đó cái mua được con bao gạo với sắm đồ cho Tết cũng mừng. Còn tiền không? Dạ. Còn tiền không? Dạ. Trời ơi tiền giờ mà anh ơi chú. Này ơi. Không đủ đâu. Sữa rồi gạo nữa. Mua này mình có ăn á. Rồi Tết thì mình có chuẩn bị gì chưa? Dạ. Còn này vô đây nữa. Mới có đồ cho mấy đứa bé á. Dạ. Như 1-2 bộ vậy đó. Dạ. Cho nó khó với người ta. Sắm rồi hết hả? 1-2 bộ vậy hả? Dạ. Bộ 100 ngàn 3 bộ. Nào. Cho em xem được không? Dạ lấy cho chú xem đồ bộ rồi con. Đồ bộ hổm sao cái chai sắm đó 2-3 bộ đó 100 ngàn 3 bộ đó. Đây nè, đây mẹ lụm cho, đây mẹ lụm cho nè, đây nè mấy cái đồ mới sắm được đồ mới đó ha. Dạ mới sắm được đồ mới mừng đó. Được 4 chiếc xe đạp hả? Dạ cái này là đồ xe cũ rồi, cái này là bà ngoại nó cho nè. Dạ. Cái này là nhà trường cho được 2 chiếc. Dạ. Dạ. Nhà trường xét á. Cho đi học sao? Dạ. Dạ. Còn xe bự này thì bà ngoại nó lúc mà chưa nhà trường chưa xét á, cái bà ngoại nó cho được 1 chiếc. Sáng nay mình ăn sáng gì chưa? Dạ chưa. Làm chưa có ăn được. Dạ. Mới khô cá lồng tông xong. Dạ. Dạ là đồ hộ này nè. Lại lần nào cũng không gặp anh hết hả? Dạ. Trời ơi anh đi tối ngày à. Mặn mụn đồ. Tại vì 4 người 5 người hả chị? Dạ. Nhà chị 5 người. Dạ. 5 người mà có một mình anh lao động mà. Dạ không? Dạ đúng rồi. Cái anh không ngày lao động. Anh làm cái cưa cây hả? Dạ cưa cây đó em nói anh đó. Dạ. Rồi không ngày anh còn làm không? Giờ nghỉ rồi. Nghỉ Tết rồi. Vô đây nè con. Vô đây nè con. Nghỉ hả chị? Dạ. Nghỉ Tết rồi. Nghỉ Tết rồi, ăn giờ Tết. Nghỉ Tết rồi dư được nhiêu? Trời ơi, nói nghe dư mắc cự à. Dạ, đủ xài được. Dạ. Dạ, đủ xài được chứ không có nói là dư là không có dư. Có tiền xài Tết không? Dạ, cũng có chút đỉnh chứ nếu mà nói không có thì không ai tin. Dạ, cũng có chút đỉnh. Như người ta lì xì như chủ ghe á. Như dạ. Chủ ghe á. Đi đâu xách theo à, chứ không có nhà đó. Chú ghe hả? Dạ chú ghe ta lì xì á. Dạ. Lì xì cây. Được nhiều không chị? Dạ. Được nhiều không? Dạ được cho được 300 ngàn xài Tết. Ừ. Dạ. Như công anh chạy đi cho được 500 nữa, được 800 ngàn vậy đó. Ừ. Nhưng ta cho thêm mình á, công mình đi á. Ta cho thêm. Cũng đang mừng. Không ngày khỏe không? Dạ khỏe. Cũng. Thằng này cũng giữ cây nè, cha nó cũng giữ cây nữa. Ở cái hai nữa. Dạ. Thành ra vàng nhóc với chú cũng bỏ cái hai. Ủa bác là mẹ hả? Mẹ chồng. Mẹ chồng ha. Cháu phải mẹ. Tại tiếu với chú chồng rồi. Chồng rồi. Bà em chưa thấy nhà mình chuẩn bị gì cho Tết hết à? Dạ chưa. Đâu chuẩn bị? Dạ chưa, đâu có gì đâu. Dạ. Đây con nói cho trong đây nha. Chú ơi. Không có gì chuẩn bị hết ha. Dạ. Chuẩn bị gì đâu. Để nào ngủ trên võng hả chị? Dạ không, em lót chiếu tính cho nó ngủ nè. Cái khách tới cái nó nên đồ dậy nè. Gối đồ tận nó ngủ đó đó. Đó đó đó. Bệnh nè, bệnh mấy bữa nay. Con cho nó chi tấn. Thằng này cũng bệnh nữa. Thôi con uống thuốc đi. Ba đứa con nghèo nhóc à. Dạ. Nghèo. Chị Như em quên mất tiêu rồi ta. Dạ. Chị Như tuổi rồi. Tết này 35 rồi đó. 35 mà ba đứa con. Dạ.
Ồ, vậy là năm mấy đẻ chị? Dạ hai cái con nhỏ này thì dưới thằng này thì 2 năm. Còn bé này 7 năm. 7 năm sau hả? Dạ. Con nhỏ này mới có 2 tuổi mấy hả? Dạ. Vì vậy á, đổi cái bể cái rồi. Nó có đẻ. Rồi anh cũng chí thú làm ăn hả? Dạ. Trời ơi, nghèo mà không mà ăn nó chắc chết thiệt á anh. Khổ lắm. Rồi bây giờ chị giữ em bé, chị đâu có không. Dạ mặn việc nhà không à. Như ở nhà đây thì ai mà nay mới mặn mấy ngày nay thì anh làm được nhiêu tiền? Dạ mấy ngày nay á có hổm gài mặn được cũng được 500-600 triệu gì đó. Mới mà nghỉ cây nha. Còn mặn lại gai đó, ai kêu gì mặn nấy, kiểu khi mặn tới 6-7 giờ tối mới về nữa. Cũng là có nghĩa là một ngày 500-600 hay sao? Trời ơi trời. Dạ có 200-300 mấy à. Như người ta thương ta cho thêm, như mình bằng lố giờ á, như ngày 300. Cái người ta cho thêm mình như lố giờ ta cho thêm 50 hay 10 ngàn, 20 ngàn vậy đó. Như tùy theo mình lố giờ. Dạ cái người ta cho thêm vậy đó, cái được cũng được vài trăm nữa vậy đó, vài chục nữa vậy đó, mình mừng. Thêm về nhà ăn sắm bưởi Tết nè cho con. Chứ chưa mua bánh trái gì được trơn. Tết thường mình có đi đâu chơi không, hay về ông bà không? Dạ về với mẹ không mà không đi đâu chứ. Rồi giờ đi đâu nữa chứ. Con lùm đùm để phần tiền bạc đâu đi. Đi ra phải có tiền. Còn mình nghèo đi ra không có tiền đi làm cái gì. Đi về ông bà là mừng lắm luôn rồi đó. Dạ ông bà có lì xì cho mấy bé không? Dạ có. Có mà cũng ít. Như 20 ngàn. Có thể có cũng ít, vì bên ông bà cũng nghèo. Chứ không giàu. Dạ. Dạ. Đủ ăn đủ xài nhưng đây là nhà ông bà ngoại sao không? Dạ dưới Tiền Giang lắm, cả bè Tiền Giang lắm. Đi đó tốn nhiều tiền không chị? Dạ nếu mà đi xe nhà thì 50 ngàn là quận đi xuống tới dưới à. Đổ xăng á. Dạ đi xe Honda ha. Dạ đi xe nhà, em đi xe nhà. Tới bữa nay mà anh không về được ta? Dạ ảnh đi làm xe giùm thằng cháu. Ảnh thằng cháu nó mượn á. Rồi đi gắn xe gì giùm nó kìa. Chứ thôi nay ảnh nhà anh chả đi nữa rồi đó. Đi chơi bà. Dạ. Chả đi mua cây đang qua Tết mình có công việc làm. Chị có thể điện cho anh được không? Đi Hoàng Nhi chạy lên cho anh kêu cha vậy Hoàng Nhi. Đi con. Ừ. Đó chìa khóa đó luôn á. Chạy rước chút vậy con. Ừ đúng rồi. Trời ơi kìa. Cái nón bảo hiểm kìa. Cái xe đó là con trâu cui đó đó. Đi cài đó con. Muốn thôi là chết liền đó. Ờ trâu cài chút quá con. Chị có sắm đồ có cho riêng mình không? Dạ chưa. Vậy cho con trước đi. Để mình không có đi đâu thì có gì bạn nấy đi đồ cũ rồi. Chứ năm gọi bạn tới năm nay đi. Thôi cho con cái mình đi. Vì thấy con á đi ra thu xúc người ta thôi mình nhường cho nó đi. Còn mình lớn mình bận gì cũng được. Hay là mình ăn uống gì cũng được. Lo con cái đi, kệ đi. Đỡ gì nữa sau này ông bà thương cho chúng tấm số đỡ khổ chúng. Nghe không? Nha. Chúng ấy khổ hay ra ha. Dạ. Đi uống thuốc đi con. Mày thuốc không vô. Rồi mỗi ngày đi học là bé đi học nhiêu tiền vậy? Dạ có khi nhiều á thì cho được 10 ngàn, có khi ít thì cho được 5 ngàn. Thôi không có xuống đó được chứ. 5 ngàn ăn được gì ta? Dạ không biết nó ăn được cái gì nữa lên trường á. Là miễn phí học phí hết hả? Dạ không có miễn. Bị gì hổm á thì thầy cô thầy kêu đóng, bởi vì hổm ủng hộ hai cha 2 triệu đó. Rồi nói đóng cái mới nói cô đòi đóng cái em nói vậy nè. Thôi con lên cảnh con nói với cô đi để tiền này mình mua gạo với sắm đồ cho mấy con đi. 2 triệu đợt đi. Em chuyển. Dạ với mua sữa cho em đi với 500 mà ủng hộ đó. Đó rồi mình mua gạo đi để qua Tết đi cha con mặn đi gán mặn ít bữa đi rồi mình đóng tiền cho thầy cô luôn. Chứ đâu phải là học mà mình không đóng. Đó nói với thằng này nè, vì cô đòi á kêu cô không biết rồi cô đòi. Nó chứ không phải là có tiền mình không đóng. Mình có. Dạ không ngày còn nhiều tiền không? Hết luôn hả? Dạ hết luôn rồi. Mua đồ Tết hết. Dạ mua đồ Tết chứ mua gạo ăn chứ mua sữa cho bé đó. Mua được thùng sữa. Dạ hả? Thùng sữa chứ được đâu bao mấy gạo vậy đó. Mình thủ đó. Là tặng tiền để mình ăn Tết nhưng mà mình không ăn mình để mua dạ, gạo. Dạ để mua gạo. Sữa. Dạ để mua sữa đặng mình xây sở nè. Giờ mình không có đồ ăn mình có gạo mình kho muối lên mình ăn cũng được. Vậy đó. Chứ giờ không có gạo nữa rồi. Đi mua từ lít từ lon khổ lắm. Có chân gì cúng kiến ở trong nhà không? Dạ không. Không, không có thờ cúng gì hết trơn.
ở riêng mà ở ké rồi không có ổn định á, rồi cái thôi không có cúng. Chừng nào ổn định đi rồi cái ha, không có con mặn sao mà có giúp đỡ gì được thì mình cắt nhà cái mình hãy thờ cúng á. Mình cũng thỉnh Phật Quan Âm về mình thờ chứ chị. Dạ, tính năm nay nè, coi đi thỉnh Quan Âm về thờ. Không biết để đâu nữa. Nhà dột chỗ nào cũng dột. Dạ, không biết để đâu nữa. Còn cặn gió thôi là nó gung lơ tùm lum luôn. Hổm tóc to anh hơn, tóc to anh cái ảnh cắt cái che dài ra anh cạn trên chỗ anh lợi không thôi, tóc to anh trơn luôn đó. Mưa gió ngủ được không? Dạ ngồi. Ngồi vô cái đó đó. Ngồi vô dựa vô cái tủ cây đó. Sao mình không lên đây mình ở? Trời ơi, gió không dám lên, sợ nhà ớn quá. Chui có người chui dưới sàn luôn. Mấy đứa con gió quá trời kêu chui dưới sàn. Lỡ gì nhà mà có ngã hay sập bị đổ thì mình cũng có này đỡ thì không đỡ. Chứ lên nhà lên ông nè, ông trời ơi. Thôi đi chơi với con đi, đi chơi. Lỡ gì không còn sắn chúng chết. Sợ chúng á. Rồi cha nói thôi đừng lên nhà. Chui sàn. Ở đâu rồi? Lúc nãy không? Có rồi. Vậy thôi đi, không có duyên gặp anh rồi. Có đem điện thoại theo rồi nhỉ? Thôi được rồi, chút xíu vậy. Dạ, học trò vậy. Học trò của em ngày xưa á. Giờ lớn rồi. Vậy luôn á, 20 dạ. Tuổi á. Ngày xưa em dạy lớp 2 mà. Dạ. Trời ơi. Quá. Bắt bắt cái quạt lên. Em đi ra sao cái nữa chị? Dạ. Trời ơi, vợ anh cha mà trời ơi. Hôm nay mình chưa ăn gì hả chị? Dạ chưa. Mới kho cá lồng tông. Mới kho cá lồng tông hả? Dạ, mới xin bà mẹ cái bên cho được mớ nấm lồng tông. Ai chán quá kìa. Dạ, mì chán. Ồ, cá lồng tông kho ngon ha. Dạ. Cá lồng tông đó mình bắt hay mình mua? Dạ, bà chồng cho. Đừng. Cho sáng nay không có tốn tiền. Dạ. Bà chồng cứu trợ thì đỡ tốn tiền chút đỉnh. Cứu trợ. Bà chốt dạ. Không? Bà chốt kêu nhóm đây nha. Đừng có giỡn. Thôi thì hôm nay đến đây em đâu biết nói gì đâu. Tại vì đến đây thăm chủ yếu thăm gia đình của mình. Dạ. Trao một số tiền cho gia đình của mình ăn Tết của mình Quân ở nước ngoài. Dạ. Thì hôm nay thì đến đây cũng tính gặp anh để hỏi thêm về cái công việc của anh đó. Nhưng dạ. Mà cũng gần Tết nè, tranh thủ nhưng mà không có anh ở nhà. Dạ. Mà ăn cây trời ơi, nhiều khi cực khổ lắm, chạy chùa tùm lum hết trơn á, nó nói bàn tay là chai hết luôn á. Ừ. Anh nhìn bàn tay là nó chai hết luôn, mười móng luôn á, mười ngón là chai hết. Khi nào anh mới nghỉ Tết? Dạ, ảnh mới nghỉ bữa 22 tới giờ rồi. Cái chú Tư ngoài đây nè, chú quen cái chú kêu mà cái chú trả tiền, thấy cực cái chú Tư hiền vậy đó, như là ai cũng thương vậy đó, thấy nghèo người ta thương. Dạ, thấy nghèo người ta thương mình, cái giúp đỡ này kia, hổng cái trên xã giúp đỡ cho gạo thóc mì đồ ăn với bà ở sớm, nó thấy nghèo cái bóng tròn phần cho được thùng mì tôm với chục ký gạo, trời ơi mừng húm luôn. Tết là được mừng gạo là mừng húm luôn á. Có gạo là mừng. Nhỏ hơn cũng mừng ha. Dạ cũng mừng. Bây giờ người ta cho mình 50.000 mình cũng mừng. Chứ không phải là nói là nhiều là mình mừng. Như giờ 50.000 cũng mừng, cũng là tiền. Dạ. Dạ, người ta cho cũng mừng lắm. Cảm cho ơn. Dạ, đúng rồi. Bởi vì một mình chồng mình mặn mà nuôi coi nè, cỡ này lũ khủ. Rồi không có ruộng đất gì nữa. Rồi làm sao giờ? Ông bà cho được nền nhà là mừng lắm luôn. Cũng cảm ơn cha với mẹ này lắm. Không cụ con cái thì đâu nên cho đứa cái nền mà mạnh đứa nào mới mặn mới sống vậy đó, chứ không ai lo ai. Ta hỗ trợ mấy con nhỏ mà ngủ ở trong cái chòi này cũng thương nhơi hơn. Dạ. Thôi thì bây giờ hôm nay em đến gia đình của mình cũng gần Tết rồi. Dạ. Thì em thay mặt cho cô Thảo là mạnh thường quân ở Mỹ gửi cho gia đình của mình 200 đô. Dạ. Tương ứng với 4.6 triệu để mình ăn Tết. Dạ vậy cho em gửi lời cảm ơn cô Thảo. Ừ. Dạ cảm ơn anh luôn. Dạ cảm ơn nhiều. Trời có gì đâu. Nếu lại đi chị đây không hỏi. Em tranh thủ gửi Tết cho mình. Dạ rồi đủ rồi.
đủ cho chị. Dạ, đủ rồi. Cảm ơn. Đó là số tiền của cô Thảo gửi dạ. cho mình 200 đô dạ, để mình gửi cô Thảo, chúc cô Thảo ăn Tết lắm. Có dạ. nhiều sức khỏe nha. 7 giờ ăn Tết xong rồi. Dạ. Dạ. Rồi thôi thì hôm nay đến đây để dạ, chú trao. Con. Chào chú. Trao cái số tiền này thì dạ. trước nhất là cho gia đình của mình ăn Tết. Dạ. Còn về thăm ông bà. Dạ, vậy với lại mình mua một số đồ sắm sửa Tết cho thêm cho chị với các bé. Dạ. Cũng như là bánh dạ. gạo, bánh mứt gì đó. Dạ. Để cho có một cái không khí xuân. Dạ. Vậy cảm ơn cô Thảo với anh nhiều. Thôi còn không biết nói nha. Gì giờ nữa. Dạ. Tại vì hôm trước cô thì cũng gửi em cách đây khoảng tuần, nhưng mà em nói thôi để gần Tết thì gửi luôn. Dạ. Vậy mừng rồi, vậy có tiền cho đâu đi ngồi đi mua bánh. Nhưng mà bánh với thịt vậy kho. À, họ chưa có kho thịt. Dạ. Kho cả lòng tông chống á. Chưa có tiền kho thịt, giờ có tiền kho thịt rồi. À, cũng mừng. Thịt kho tàu. Dạ. Rồi thôi bye gia đình mình nha. Chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ nha. Bye bye. Thầy ăn Tết lớn luôn, có nhiều sức khỏe luôn. Rồi chị. Dạ em chào chị nhé. Dạ.